là mô hình trung thu 3 triệu gây voi ra trận của thôn 2 xã Lũ Cường. Kính thưa quý vị, giúp con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành cho voi. Muốn coi lên núi mà coi, con bà triệu tướng cưới voi đánh công. Ông cha ta kể rằng vào thế kỷ thứ 2 ở quận Cửu Chân, quê bà Triệu có con voi trắng một ngà rất hung dữ, không ai thuần phục được. Bà Triệu đã bày mưu dùng kế lừa voi xuống một bãi đầm lầy, rồi bà nhảy lên đầu voi dùng búa khuất phục. Từ đó, voi trở thành người bạn chiến đấu trung thành của bà Triệu. Trong cuộc khởi nghĩa bà Triệu năm 248, hình ảnh nữ tướng khi ra trận, khí phách hiên ngang, anh dũng mặc giáp vàng, đi đuốc ngà, cài châm vàng, cưỡi voi trắng ra trận, làm cho giặc Ma khiếp sợ. Với đôi bàn tay khéo léo của nhân dân thôn 2 xã Lương Vượng, đồng lòng góp công, góp sức làm nên mô hình bà Triệu cưỡi voi ra trận, là biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí quật cường của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Xin các quý vị hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn mô hình đến từ thôn 2 xã Lương Vượng. Tiếp theo xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với mô hình du thuyền tổ 2 phường Hưng Thành. Quý vị thân mến, để về lễ hội Thành Tuyên năm 2023, nhân dân tổ dân phố 2 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang mang đến mô hình du thuyền với hình ảnh biểu tượng cho du lịch của lòng hồ thủy điện Na Hang. Có một nơi được người dân ưu ái đặt tên là Tiểu Hạ Long, nơi tách biệt hẳn với phố chốn phồn hoa đô thị, mê hoặc du khách gần xa nhờ khung cảnh sự cổ tích với bàn tay sắp đặt sáng tạo tạo hóa. Nơi ấy chính là Na Hang Tuyên Quang. Lòng hồ được bao bọc bởi 99 ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, tạo nên một bức tranh thủy mặc làm say đắm biết bao trái tim của du khách trong và ngoài nước. Đến với Na Hang, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội bước xuống du thuyền để ngắm cảnh lòng hồ sơn thủy, hữu tình và thưởng thức những món ẩm thực mang đậm đà bản sắc dân tộc. Tổ dân phố 2 phường Hưng Thành xây dựng mô hình du thuyền lòng hồ Na Hang với mục đích góp phần nhỏ bé trong việc quảng bá hình ảnh một Tiểu Hạ Long để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Tuyên Quang tươi đẹp và mến khách. Thay mặt cho nhân dân tổ 2 phường Hưng Thành, xin gửi tới quý đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, chúc du khách gần xa và chúc đêm hội thành công tốt đẹp. Và đang chuẩn bị tiếng gọi lễ đài của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là một mô hình vô cùng rực rỡ, dòng vàng chạy hội trăng rằm của tổ dân phố 9 phường An Tường. Quý vị thân mến, dòng vàng không chỉ tượng trưng cho sức mạnh vô biên mà còn mang đến may mắn, tài lộc cho con người. Trong tứ linh Long Lân Quy Phượng, dòng là con vật đứng đầu tiên thể hiện quyền lực, quyền lãnh đạo tối cao. Trong truyền thuyết, rồng là con của trời, có thể hô mưa, gọi gió, mang đến cho mùa màng, cây cối xanh tốt, ban phát sự tốt lành cho trần gian. Hình tượng về sức mạnh của rồng trong truyền thuyết còn mang ý nghĩa huyết thống tổ tiên, sẵn định hình trong tâm thức của người Việt là niềm tự hào về dòng máu con rồng chó tiên. Với ý nghĩa đó, hôm nay trong không khí tưng bừng của lễ hội Thành Tuyên, tổ dân phố 9 phường An Tường xin gửi tới hội thi mô hình rồng vàng chảy hội trăng rằm, vô cùng lộng lẫy và sắc màu, mang đậm ý nghĩa lịch sử và giáo dục truyền thống. Chúng ta hãy tự hào về dân tộc Việt Nam, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đưa dân tộc đầu tiên tới với bờ độc lập thống nhất tổ quốc. Nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Quý vị thân mến, và chúng ta đang cùng được chào đón cũng như đón xem một màn biểu diễn vô cùng ấn tượng và đặc sắc với những em nhỏ thiếu nhi của chúng ta trong những màn múa, những động tác vô cùng uyển chuyển và tuyệt vời. Quý vị thân mến, có thể nói là các mô hình tham dự hội thi một đèn trung thu cùng một của phường Hưng Thành, phường An Tường và xã Lân Vượng ở thành phố Tuyên Quang của chúng ta tham dự trong hội thi ngày hôm nay, đó chính là một các tác phẩm nghệ thuật mà đòi hỏi một sự sáng tạo vô cùng công phu của các nghệ nhân cũng như là toàn thể nhân dân của các tổ dân phố mang tới cho đêm hội của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng tôi rất mong muốn là mỗi một đêm hội, mỗi một mô hình khi đi qua sân khấu, rất mong sẽ nhận được những tràng pháo tay cổ vũ thật lớn của toàn thể quý vị đang hiện diện trong đêm hội của chúng ta ngày hôm nay.
đang rực rỡ với góp màu cho đêm hội chúng ta ngày một lung linh. Và đó chính là một những thông điệp hết sức tuyệt vời mà các tổ dân phố muốn gửi tới cho đêm hội chúng ta ngày hôm nay. Dòng thì quý vị chúng ta đã cùng chứng kiến đặc điểm qua lễ đài của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là mô hình dòng vàng chảy hồ trang trọng của nhân dân tổ 9 phường An Tường mang tới hội thi của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta ngày hôm nay đã thắp sáng lung linh cả quảng trường của thành phố Tuyên Quang. Và đặc biệt hơn nữa, ban tổ chức chúng tôi rất trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách đã hiện diện trong đêm hội của chúng ta ngày hôm nay, đã góp phần thành công rất lớn tạo nên một chương trình vô cùng ý nghĩa trong cuộc thi mô hình đèn trung thu cụm 1 phường Hương Thành, phường An Tường và xã Lương Vượng, thành phố Tuyên Quang của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay và tiếp theo xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với mô hình cha con voi chảy hội của tổ dân phố 4 phường Hương Thành. Kính thưa toàn thể quý vị, với vùng Tây Nguyên của miền Nam, voi là một trong 4 con vật tượng trưng cho sức mạnh. Voi thuần hóa là vật nuôi có ích và rất thân thiện với con người. Từ hàng nghìn năm nay, những con voi